trên thế giới có lẽ không có dân tộc nào phải trải qua nhiều cuộc chiến tranh chống xâm lược hay đấu tranh giành độc lập cho đất nước như dân tộc Việt Nam. Đồng thời, chính sự sống còn của dân tộc, của Tổ quốc, nhân dân Việt Nam đã đoàn kết lại, vượt qua mọi khó khăn, hy sinh gian khổ, phát huy mọi tài năng trí tuệ, chiến đấu dũng cảm chống giặc ngoại xâm, bảo vệ nền độc lập tự do cho non sông đất nước. Cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp thắng lợi hoàn toàn, mà đỉnh cao là chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu.
một bài ca không bao giờ quên, là thành phố nhớ nhung một dáng hình ai, có một bài ca không bao giờ quên, là ca mùa xuân tim không phai. Kính thưa các vị đại biểu, kính thưa toàn thể nhân dân, thưa thân nhân gia đình liệt sĩ, giữa lúc đảng bộ và nhân dân xã Thanh Lương đang ra sức phấn đấu thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, thi đua lập nhiều thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm, vinh dự và tự hào đối với gia đình dòng họ đảng bộ quân và dân xã Thanh Lương, đảng bộ quân và dân huyện Vĩnh Bảo. Ông Nguyễn Đức Sản là thương binh 81% đã qua đời do vết thương tái phát, đã được Thủ tướng Chính phủ truy tặng suy tôn liệt sĩ. Căn cứ quyết định số 31/2013/NCP ngày 9/4/2013 của Chính phủ về việc quy định chi tiết hướng dẫn một số điều của pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, ngày 7/7/2017, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định số 989/QĐ-TTG cấp bằng tổ quốc ghi công truy tặng suy tôn liệt sĩ Nguyễn Đức Sản. Thực hiện quyết định số 1017/1968 QĐ của Sở Lao động Thương binh Xã hội ngày 31/10/2017, Sở Lao động Thương binh Xã hội Hải Phòng về việc cấp giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ và trợ cấp ưu đãi. Hôm nay, ban tổ chức lễ suy tôn liệt sĩ cùng gia đình, dòng họ tổ chức buổi lễ suy tôn liệt sĩ cho ông Nguyễn Đức Sản và trao bằng tổ quốc ghi công, trao quyết định cấp giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ và trợ cấp ưu đãi cho thân nhân của liệt sĩ. Tôi xin trân trọng giới thiệu có đồng chí Nguyễn Văn Khôi, huyện ủy viên, phó chủ tịch ủy ban dân huyện, trưởng ban chỉ đạo xác nhận người có công của huyện. Đại biểu xã Thanh Lương có đồng chí Lê Văn Xứng, bí thư đảng ủy, đồng chí Phạm Văn Phương, phó bí thư, chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc, các đồng chí trong ban chấp hành đảng ủy, các đồng chí trong đảng bộ, các đồng chí bí thư chi bộ, trưởng thôn, an chỉ thôn liệt sĩ hôm nay. Để tiếp theo chương trình, dân xã Thanh Lương do ủy quyền của Sở Lao động Thương binh và Xã hội huyện nên công bố quyết định về việc cấp giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ và trợ cấp ưu đãi cho thân nhân của liệt sĩ Nguyễn Đức Sản. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Liệt sĩ Nguyễn Đức Sản, kính thưa các vị đại biểu, kính thưa các quý khách gần xa cùng toàn thể nhân dân, được sự phân công của ban tổ chức, tôi xin công bố quyết định về việc cấp giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ và trợ cấp ưu đãi Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, Sở Lao động Thương binh và Xã hội số 17/968 quyết định Sở Lao động Thương binh Xã hội Hải Phòng ngày 31/10/2017 quyết định
về việc cấp giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ và trợ cấp ưu đãi Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội căn cứ nghị định số 31/2013 NĐ-CP ngày 9/4/2013 của Chính phủ về việc quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của pháp lệnh ưu đãi người có công với căn cứ hồ sơ của liệt sĩ Nguyễn Đức Sản bằng Tổ quốc ghi công số HP B231VT theo quyết định số quyết định điều 1 cấp giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ đối với bà Nguyễn Thị Nhung sinh năm 1944 1.000.000 đồng điều 2 cấp 1.417.000 đồng không một định xuất năm 14/8/11/2017 theo nghị định số 70 Minh đã hưởng là 16.373.000 đồng ba lớn số tiền trợ cấp bà Nguyễn Thị Nhung thực lĩnh là phòng người có công, phòng kế hoạch tài chính, phòng lao động thương binh và xã hội huyện Vĩnh Bảo và bà Nguyễn Thị Nhung chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban dân xã. Tiếp theo chương trình của buổi lễ, thay mặt ban tổ chức, tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Nguyễn Văn Khôi, huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban dân huyện, trưởng ban chỉ đạo người có công của huyện lên trao bằng Tổ quốc ghi công, trao quyết định và cấp giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ, trao kinh phí trợ cấp ưu đãi cho thân nhân của liệt sĩ. Xin trân trọng. Đồng chí Nguyễn Đình Duy, trưởng phòng lao động thương binh và xã hội huyện nên đọc lời hiếu. Xin trân trọng với Đức Sản. Kính thưa các vị đại biểu, các bậc cao niên, thưa toàn thể nhân dân, thưa thân nhân gia đình liệt sĩ. Ông Nguyễn Đức Sản sinh ngày 5/2/1946, thương binh, tỷ lệ mất sức lao động do thương tật 81%. Sinh trú quán tại thôn An Trì, xã Thanh Lương, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng. Ông sinh ra trong một gia đình nông dân giàu lòng yêu nước, giàu truyền thống cách mạng. Là người sinh ra trong thời điểm đất nước có chiến tranh, hơn ai hết ông thấu hiểu và một lòng một dạ theo con đường cách mạng mà Đảng, Bác đã lựa chọn. Tháng 9/1966, phát huy truyền thống của gia đình, dòng họ và quê hương, nghe trong tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, ông đã hăng hái tình nguyện lên đường tham gia vào lực lượng quân đội nhân dân Việt Nam. Sau khóa huấn luyện, ông đã được điều động vào đơn vị E3/E251, đơn vị 6 tại mặt trận phía Nam. Tháng 2/1968, trong trận chiến đấu ác liệt chống nước quốc Mỹ xâm lược, ông đã bị thương, hỏng mắt phải, mắt trái bị sức ép, gãy 4 răng hàm trên, 3 răng hàm dưới, đặc biệt là vết thương đầu trên có vẻ xương. Sự mất mát một phần xương thịt của ông đã góp phần cùng với nhân dân địa phương, nhân dân huyện nhà và nhân dân cả nước làm nên thắng lợi vĩ đại của dân tộc ta, đánh thắng đặc biệt xâm lược, giải phóng Việt Nam, thống nhất đất nước, tô thêm màu cờ đỏ cho Tổ quốc Việt Nam. Ông bà đã sinh hạ được 3 người con, 1 người con trai và 2 người con gái. Các con của ông bà hiện đã trưởng thành, xây dựng gia đình, đã tham gia công tác trên mọi lĩnh vực. Vào đầu tháng 1/2015, bệnh tình của ông có biểu hiện nặng, vết thương ở đầu bị tái phát, đầu đau dữ dội, mê sảng, môi thâm nhợt, co giật chân tay, khó thở. Ông đã được gia đình con cháu tổng họ cùng các y bác sĩ tận tình hưởng thọ 69 tuổi. Kính thưa các vị đại biểu, thưa toàn thể nhân dân, thực hiện pháp lệnh 04 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 13, nghị định 31 của Chính phủ về quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, thông tư 05 của Bộ Lao động Thương binh Xã hội về thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng. Căn cứ nghị định 31 ngày 19/4/2013 của Chính phủ về quy định chi tiết hướng dẫn một số điều của pháp lệnh ưu đãi người có công cách mạng, nghị định 20 ngày 14/2/2015 của Chính phủ. Đây là vinh dự và niềm tự hào của liệt sĩ Nguyễn Đức Sản, của gia đình, dòng họ, đồng thời là vinh dự của Đảng bộ và nhân dân xã Thanh Lương. Liệt sĩ Nguyễn Đức Sản cùng với các anh hùng liệt sĩ và các gia đình liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ đã được ghi vào lịch sử Đảng bộ địa phương, được Tổ quốc và nhân dân đời đời ghi nhớ. Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban chỉ đạo xác nhận người có công huyện Vĩnh Bảo,
Phòng Lao động Thương binh Xã hội huyện, Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Thanh Lương xin ghi nhận việc tích cực cung cấp hoàn thiện các thủ tục hồ sơ của các cá nhân và tập thể đã tạo đà cho việc công nhận truy tôn liệt sĩ được đảm bảo khách quan dân chủ, thể hiện tình cảm sâu sắc đối với liệt sĩ với địa phương và gia đình. Ghi nhận những tình cảm quý báu của gia đình, con cháu và những người thân đã cùng cảm thông và chia sẻ với địa phương, tạo đà cho việc thực hiện chính sách về có công của địa phương. Trong buổi lễ trọng thể này, trước giờ phút đau thương mất mát, Đảng bộ nhân dân huyện Vĩnh Bảo, Đảng bộ nhân dân xã Thanh Lương cùng tất cả những người có mặt trong buổi lễ truy tôn liệt sĩ Nguyễn Đức Sản hôm nay xin gửi tới toàn thể gia quyến và người thân của liệt sĩ lời chia buồn sâu sắc để tỏ lòng tiếc thương vô hạn tới liệt sĩ Nguyễn Đức Sản. Đề nghị các vị đại biểu, thân nhân liệt sĩ cùng toàn thể các vị đại biểu đứng dậy. Kính mời đồng chí Nguyễn Văn Khơi, huyện ủy viên, phó chủ tịch ủy ban dân huyện, trưởng ban chỉ đạo xác nhận người có công của huyện, đồng chí Nguyễn Đình Duy, huyện ủy viên, trưởng phòng lao động thương binh và xã hội huyện, phó ban chỉ đạo xác nhận người có công của huyện, cùng các đồng chí lãnh đạo địa phương lên dâng hương.